Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em tiếp tục lên một khách hàng mồi thuốc qua sử dụng và có vài con niêu để anh em có thể là trưng bày hay sưu tầm vài con niêu ha. Còn có vài con mồi thuốc qua sử dụng. Các giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cộng dùm em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gọi Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em. Bên này chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em. Em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn nha. Để có mấy cây số thì mồi thuốc qua sử dụng nên em mồi thuốc đây, còn chủ đề phun nắp, chủ đề gì thì em không có trà thì nó cũng không có, nói chung nó cũng có giá trị, không có giá trị cao. 206 ha. Con này lúc trước nó được phủ một cái màu mạ, giống như màu mạ vàng hồng vậy anh em, nhưng mà nó có phôi phai và nó được đánh ra. Đây là những cái nó nằm ăn mòn ở dưới nên đánh không bay á, ra nó ra một cái màu, nhìn cái chủ đề nó cũng hay. Cái màu của nó là cái màu giống như là màu vàng hồng á nè. Con này đánh bay Raniken ha, lề lối đẹp. Chủ đề full nắp ha, có sức nhẹ, sao sức nhẹ, góc cạnh thì đẹp á, góc cạnh đẹp, có điểm cấn nhỏ này. Nói chung là có vài điểm chấm kim đi. Con này em có spa ruột cho anh em cho đẹp, vỏ thì nó cũng thấy nó đẹp không, spa quả ruột cho nó đẹp đẹp luôn, cho nó hợp. Chưa sửa chữa nha anh em, tại nói chung là đã được spa sạch sẽ đẹp đẽ, chưa sửa chữa thôi, để lộ một cái chủ đề nhìn nó cũng hay. Chủ đề nó full nắp, nó màu như màu vàng hồng trên, nó mạ trên cái Shippo mà những cái dòng mạ vàng hồng. Số 1 350 số đề đầu. Tin nhắn trái tim, đá thì đá xin của nó 209 mạ bạc ha, lề lối đẹp. Con này cái lớp bạc nó còn keo luôn á nè, những con này nó có một cái lớp, con màu bạc này nó có những cái lớp keo bảo vệ, anh em thường gọi là keo 2k. Mặt sau thì nó có một điểm chấm kim nè. Con này là còn nguyên lớp keo bảo vệ cái lớp bạc luôn á nè, mặt sau chỉ có một điểm chăm kim nhẹ thôi, còn góc cạnh thì đẹp. Cũng ok. Con này khá đẹp,
trùng năm hết. Con này cũng khá đẹp luôn á. Nói chung là nó nguyên bản hết, vẫn còn cái lớp keo bảo vệ, chưa sửa chữa, vỏ và ruột đều đẹp.
Lợi Xéo 89, ruột M giai đoạn chuẩn giai đoạn 8889, lưỡi gà chưa bắt cạnh, chưa sửa chữa nha anh em. Rồi em lên một con này là Brazil. Brazil 597. Em lem này, em lem dán thêm nha anh em. Quên để spa lại. 97 ha. 13 La Mã. Lề này rồi hãng nó đã bấm bảo hành lại nha anh em. Con này là Brazil, em cam kết với anh em là Brazil không phải hàng xả. Và em lem đầu bò thì dán thêm. Mới spa lại. Hồi nãy lau cái thằng cục két đó, để em nếu anh em mấy thì em lau auto son là nó bắt cái như cái này thôi. Không biết là em sẽ spa lại cho anh em sao. Ruột vàng 97 trùng ha. Mười ba La Mã. Con này là Brazil nha anh em, cam kết với em là Brazil không phải hàng xả. Em lem thì em lem dán thêm. Lề á thì lề đã được hãng bảo hành, bấm bảo hành lại ha. Em thấy hai chấu lề thì nó không có đều, nó không được đều lên. Hãng đã bấm bảo hành lại. Còn ngoài ra ruột thì chưa sửa chữa. Đó, anh em thích chơi dòng đầu bò Marlboro đầu bò, Marlboro đầu bò thì nó cũng khá cao. Chơi hàng dán đi cho nó rẻ. Con này Brazil. Vinh tẹt HP, nhưng mà con này thì nó lại là được khắc ăn mòn riêng hãng chủ đề về 40 thờ 3272. Chủ đề này thì thường gặp nó nằm trên cái set bản kỷ niệm anh em, là cái nằm trên Regula không à. Còn con này nó nằm trên nền Vinh tẹt, chủ đề này chủ đề riêng hãng. Khá là lần đầu tiên em cũng cầm cái con này. Vì đó giờ là gặp cái chủ đề này nằm trên cái bản Regula và nằm trong cái bản 6 cây bản kỷ niệm á. Con này sản xuất năm 96. Này lối đẹp ok ha, cái màu rơm thì anh em thấy nó cũng khá ok là đẹp luôn. Ở đây thì nó có một cái kiểu này là cái này là em nghĩ nó là nó do cái lỗi của cái khuôn nắp. Chứ còn ví dụ như mà nó rơi rớt hoặc là nó cấn gì đó thì nó sẽ chắc chắn ở đây nó sẽ có dấu đó. Anh em thấy nó hơi trũng trũng, nhưng mà cái này là không phải là bị rơi để mà cấn đâu. Nếu mà rơi mà cấn mà để cho nó cấn như vậy đó thì nó sẽ có một cái dấu gì đó phải để lại để nó làm cái mặt phẳng này nó không có phẳng. À, anh em thấy không? Cái này là em nghĩ là do cái khuôn nắp. À, với tình trạng cái màu này
không hề cấn mớp ha, góc cạnh là không hề cấn và không có gọi là dấu gì, có dấu xước nhẹ của cái dòng HP. Còn con này thì qua chú sử dụng rồi, con này đã qua sử dụng, nhưng mà cái màu á, cái màu rơm á rất là đẹp. Đây nè anh em, và em cũng chưa có vệ sinh, cái độ của nó thì này lau nhẹ là ra sạch bách, nó sử dụng cũng ít chứ không có nhiều. Chưa lên lửa. Con này hầu như là chưa lên lửa. Nhưng mà nó có xước. Thì tính cho nó qua sử dụng đẹp ha. Mà thực chất ra thì anh em tự anh em nhận định được mà. Nhìn vào các yếu tố thì anh em nhận được. Chiến này nó cũng rất là hay á, chủ đề tàu chiến này. Này nó có những vết xước. Tính ra nếu tính ra thì cái con này thật sự đúng ra cái ruột này chưa có chăm xăng á. Ruột hai mặt chữ. Xước
sử dụng đi. Mà tình trạng thì anh em xem thì anh em đánh giá được, để em đưa ra một cái giá mà anh em cảm thấy ok, anh em chơi được thì mình chơi. Để em tra cái con tàng này. Tàu tấn công đổ bộ. Là một tàu tấn công đổ bộ lớp Iwushima được nhà máy đóng tàu hải quân Philadelphia đặt lượng vào ngày 15 tháng 1 năm 62, được hạ thủy vào ngày 22 tháng 8 năm 64. Và vào ngày Moni Green tạo cả và đưa vào hoạt động vào ngày 16 tháng 1 năm 65. Đó là tàu thứ 3 của hải quân Hoa Kỳ mang cái tên này sau lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ. Năm 65 thì nó xem nó có thể niên 60 để em nó tham gia chiến tranh Việt Nam không? Quên rồi, còn năm 65 đổ bộ chuyên sâu nó khởi hành từ thăm tên Grad vào ngày 29 tháng 11 năm 65 để tham gia các cuộc tập trận đổ bộ vào và chống tàu ngầm trên đường đến vùng biển Caribe vào ngày tháng 10 và ông gia nhập hải đội sẵn sàng đổ bộ ở Caribe với tư cách là sói hạm của hải đội đổ bộ 12. Tại đây nó hoạt động ở trạng thái sẵn sàng cao nhất đối với hòa bình và an ninh của vùng Caribe và Trung Mỹ. Con đời
Từ số đi đầu 01B01 tháng 201. Còn dính những cái keo nữa nè. Cái này là lau cà na một cái nó ra hết rồi nè. Này dính cái một cái keo ngoài nữa. Em lau cái nó hết ha. Ruột trùng 5 tháng luôn. Rất là đẹp. Nói chung là để trưng bày thì khá đẹp. Con này nó nói chung thì là cái độ hoàn hảo của nó thì nó không phải gọi là hoàn hảo, nhưng mà cũng rất ít là ít sức tơ, khá ít. Có mặt sau thì nó khá khá thôi. Được cái bù lại thì nó là tàu chiến hai mặt ha anh em. Số đề đầu thì nó như một con La Mã à. Một số đề đầu luôn. Rồi, chơi. 2, 4, 6, 7. Tiền cho những cái gọi là một cái độ hoàn hảo, nó không đủ độ hoàn hảo dữ lắm nha anh em. Còn mà một con tàu chiến hai mặt thì giá ngoài 1 triệu, là hơn 1 triệu là chuyện bình thường. Đây là một con đời số thôi, nhưng mà nó là đời số đời đầu ha. Chứ nói chung thì em cái giá của em đưa ra, ví dụ như mắc rẻ đối với anh em á thì anh em có quyền cân đối. Ví dụ anh em có thể là tìm một cái nơi nào đó mà gọi là cái giá tốt nhất cho anh em, tại vì ngay cả em cũng vậy thôi. Em đi mua hàng thì em cũng kiếm chỗ nào rẻ nhất có lợi cho em nhiều thôi. Thì nói chung là anh em cứ cứ cân đối cái giá, mà cái giá tiền của mình mà, nên mình cứ thoải mái mình cân đối cái giá ở giờ mình quyết định, tiền của mình trong túi mình quyết định. Thì nhắm có ok thì mình chơi, còn không ok thì mình kiếm con nào đợi, kiếm con nào mà giá hợp lý thì mình chơi. Vậy nha anh em. Rồi em lên một cái con Liberty hộp nhựa. Một con chrome phai xước. Cái ăn mòn trên hãng chủ đề Liberty. Ở đây nó có hơi xước nhẹ nè. Mắt em giờ kém quá, giờ nhìn không thấy luôn. Nó tập trung làm ba cái đồ nhỏ, xong giờ nó nhìn ra ngoài là bắt đầu nó mờ. Nên có hơi xước nhẹ nè anh em. Rồi 2000 một kép. Tình trạng là nêu có bút nhựa ha. Không có xước gì luôn, thành nắp thành vuông đốt, không có xước ha. Khá là đẹp. Trùng năm Liberty chủ đề riêng hãng.
đề Liberty, chủ đề siêu tầm số 9950. Rồi em lên con cuối cùng. Đây là một con trong set bò này anh em. Con hốc cây ha. Và cốt này là bút zin của nó luôn. Đây là một con còn tem luôn. Set này là nằm trong set bò đó anh em. Set này là set 97. Dòng xưa thì anh em gặp nó cái set bò này cũng khá nhiều. Dòng này là dòng hiện tại sau này 597. Con này trên là HB. Cũng có sức tơ nhẹ ha. Keo như cái keo ấy. Cái này em sẽ chùi sau. Cái này cái keo này chùi ra nè. Em chùi luôn chứ. Đồng. Cái này vô nó hết rồi. Giờ chiếc Zippo sắm thêm cái hũ cana nha anh em, để mình lau cho nó sáng đẹp. Thấy không? Này nó dính cái keo á. Đây cũng dính keo nè, ra hết trơn rồi. Con này còn tem cảnh báo. Khá nhẹ ha, chứ nãy thì không có lau cà na, tôi thấy nó hơi nhiều. Lau cà na qua thấy nãy em cũng nghĩ là nó xước chứ. Mà nhìn thấy cái lớp keo bắt đầu mới lau quá. Lau. Nói chung ở đây nó có một cái điểm còn một vết xước nhẹ nè. Nói chung là rất là nhẹ thôi. 97 một người. Con này cũng đẹp đó anh em. Có sức nhẹ thôi. Khá đẹp. Bút thì bút zin luôn nha. Còn tem cảnh báo. Này trong set Sport. Đây nè. Sport ha. Một hốc cây. Rồi con này 9.5 luôn. Số 10, 950. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.